Mặc dù cậu đặt câu hỏi cho tôi nhưng mà tôi lại phải hỏi ngược lại cậu hai câu hỏi rất đơn giản thôi. Số 1 đó là cậu thực sự trải nghiệm sự kỳ diệu của AWD trên chiếc Forester hay là cậu nghe kể và tưởng tượng ra nó đặc biệt đến thế? Sau đó là thử suy tính xem là một năm cậu thực sự dùng từ cái AWD đó bao nhiêu lần, bao nhiêu phần trăm thời gian chạy xe. Trả lời đến hai câu đó là cậu đã tự có quyết định được rồi, đâu có cần tôi phải trả lời giúp đâu. Và sau đó là nói về chiếc Forester thì thực sự với tôi nó là một sự thất vọng. Vì trước đây tôi đã được chạy chiếc Forester nhập Nhật. Nó chắc chắn kinh khủng và có một khối máy quá sức mạnh mẽ. Còn bây giờ chiếc Forester nhập Thái thì ưu điểm của nó là rộng rãi này, dàn chân tương đối chắc chắn và cảm giác lái thì vẫn rất là hay. Chỉ thế thôi, chỉ còn động cơ thì chạy khá là nản. Một điểm cuối cùng nữa đó là giá hai chiếc này nó quanh nhau rất là nhiều. Tôi cũng chưa hiểu là cậu lăn tăn ở điểm gì nhỉ.